lối tìm được một cái này khá là lạ. Một cái hộp có mình để lên đây mà mình còn không nhớ là mình có cái hộp này nữa nha. Thì chắc là mình bỏ từ lúc mình hồi nhỏ vào đây rồi đó. Mình nghĩ là vậy. Hộp nó rất là bí ẩn. Cái hộp kia thì chắc chắn là mình lục rồi. Hộp mình mở ra không tài cái gì đâu không à. Cái mỗi cái hộp này bí ẩn lắm ha. Mở ra xem thử. Nếu mình tò mò mình mở ra rồi. Nhưng mà các bạn chưa thấy luôn. Cái gì nè. Biết để gì nữa. Mới để vô. Thì chắc chắn biết nó là Lego. Mà sao nó có cái này trời. Ủa cái này không biết tôi làm cái gì. Để hồi nữa xem bữa coi. Nhưng bây giờ tôi chưa có unbox cái này cho nên là từ từ. Mình sẽ quay clip đặt bên trong khối này có gì. Giờ mình có phải chụp rồi.